nhức nách luôn. Thì mình xuống dưới nhà mình kêu ông Lộc lên đây ăn. Chứ hồi nãy mình làm rồi. Rồi tiếp theo sẽ là video ăn bún chả giò. Thì hôm đó có một bạn trên kênh mình không biết, mình quên tên mất rồi, nói là làm bún chả giò anh đi anh ơi. Rồi nói chung là ở nhà chiều lòng mấy fan luôn. Mấy bạn comment mấy cái món nào mà nó dễ dễ làm nha, để mình đi chợ mình làm, mình kiếm đồ ăn cho nó dễ. Hôm nay là ngày nhiêu, hôm nay ngày 23 tháng 7 rồi. Mùa này mùa dịch mà không đi ra ngoài được, mà còn vô mùa mưa nữa. Thì mọi người thấy rất là đơn giản. Đậu phộng nè, đậu phộng rang này nha, đậu phộng rang. Rồi chả giò hồi nãy mới chiên sẵn. Rau thì mình dưa leo, rồi salad. Chung là rau mua bách hóa xanh. Bách hóa xanh thì người ta chuyên về rau nhiều. Mùa này một bó rau này biết nhiêu ta? Hồi nãy mua rau thơm là nhiều bó, 40 ngàn hay sao? Hồi nãy là mua 46 ngàn ký. Đó, một cái tô chất lượng. Thì ăn kèm với lại nước mắm nè. Nước mắm này đó, nước mắm nhà nấu luôn nha. Ồ, còn có cả mỡ hành nữa nè. Chất lượng chưa? Rồi, cái này chắc đem lên lầu cho nó sáng sủa, quay cho nó đẹp. Đó. Cái này mà ăn vay thì thôi rồi. Wow. Chả giò, bún chả giò theo như yêu cầu nha mọi người nha. Và hôm nay để ăn bún chả giò thì mình đã sắm một cái đũa nạm vàng. Yeah boy. Đó, thấy vàng không? Oh. Vàng đũa nha. Rồi, xin mời mọi người nha. Nếu mà tính ra hôm nọ là ngày 9 tháng 7 thì rồi sao ta cũng giãn cách 15 ngày, thì đáng nghĩa là ngày mai là ngày 24 tháng 7 là xong á. Nhưng mà vừa mới đây lúc 9 giờ rưỡi mình có xem tin là mọi người, thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt thị thị 16 thêm 2 tuần nữa. Là tới ngày nhiêu ta? Hình như tới ngày 7 tháng 8 thì phải. Wow. Căng nhỉ. Để mình để vừa ăn vừa chia sẻ thêm cho mọi người. Bún chả giò này thì nói chung dễ làm. Dễ làm. Nhưng mà không có bánh bía để quấn quấn cái bánh này đó. Lúc mà chia lên thì nó sẽ không được đẹp lắm. Chỗ nhưng mà nó trắng. Nhưng mà ăn nó vẫn được giòn đúng không? Đúng có. Nhưng mà giòn không được lâu thôi. Nè đây có chén tương với mayonnaise nè mọi người thấy không? Rồi nói chung là mình sẽ vừa quay xin kẽ một clip dạy nấu ăn và một cái clip thử thách chia sẻ tình hình thời sự mùa Covid để coi coi. Thành phố ghi nhận hơn 45.000 ca nhiễm. Dịch tại thành phố vẫn đang rất là phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng. Mà nguồn nhân lực, hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị thì nó đã quá tải rồi. Thì bây giờ thành phố họ lại tiếp tục yêu cầu cách ly triệt để nhà với nhà, phường với phường, quận với phường. Ở dưới Đồng Nai với Bình Dương cũng nặng rồi đó. Chứ sao? Bắt đầu biểu hiện 16 ở Bình Dương. Là không? Bình Dương với lại Đồng Nai hồi xưa cái số ca ở ngoài Hà Nội á, là bây giờ Bình Dương với Đồng Nai là vượt hơn Hà Nội luôn. Bữa mình thấy chị Hiền Diệp
đăng lên là Bình Dương bị giãn cách 16. À, chị Hiền Diệp, fan cứng của kênh mình. Thì hôm qua chị cũng mới chia sẻ là chị đi đi xét nghiệm Covid rồi. Buổi chiều sao? Bình Dương với lại Đồng Nai là tại vì hai cái tỉnh đó là nó giáp trực tiếp với lại thành phố Hồ Chí Minh mà. Đi xuống dưới đó mất chừng có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Cho nên là tại vì nhiều người họ trốn dịch á, họ đi về những cái vùng miền đó thì không may thì lây lan thôi. Nói chung bây giờ nhà nào cũng có nguy cơ là F1 hết rồi. Cho nên là cứ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn đi. À, theo hướng chỉ thị 5K. Đeo khẩu trang. Rồi nói chung là chỉ thị 5K là nhiều cái. Không tiếp xúc quá 2 mét gần nhau. Bữa mấy em với mấy bạn mình á, đứng chợ ở mấy cái chỗ mà khu vực cách ly á, đó. Cái hôm sau cái hôm mà người ta xét nghiệm á, nghĩa là mấy em mấy bạn mình á có tiếp xúc với người F0, cho nên bây giờ bị cách ly tại nhà. Những cái người mà ngồi trực ở những cái chỗ khu vực cách ly bây giờ bị đổ hoàn toàn luôn. Thì nói chung bạn mình ở dưới Đồng Nai cũng vậy, có những người đang đi làm công ty thì buộc lòng phải ở lại công ty luôn, ăn ngủ luôn, không được đi về nhà luôn, rất là cực. Các doanh nghiệp sản xuất chỉ được tuân thủ 3 nguyên tắc: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ. Một cung đường, 2 điểm đến. Các chợ truyền thống phải giảm quy mô hộ kinh doanh còn 30% so với trước, đảm bảo không gian mở thoáng. Bữa mình đi qua bên Tân Bình, chợ gì bữa Lộc nói chợ ông Địa hay gì á, với lại khúc mà Đồng Đen, rồi các con hẻm nhỏ như là gì hẻm mấy cái hẻm á mình không nhớ tên nhiều lắm. Nói chung là đường Nghĩa Hòa, rồi cái khúc mà chỗ chợ Tân Bình á là coi như nó rào đầu hẻm hết trơn, là coi như không đi được, mà chỉ có mỗi cái con đường Hồng Lạc mà đi được thôi. Bên quận Tân Bình là rào hết. Hôm qua đi qua khúc chợ Trần Văn Quang ra ngoài đầu đường luôn. Đúng rồi. Lần cái nói chung là cái khúc bên đó là cái khúc từ bên Lý Thường Kiệt đổ qua, còn cái khúc mà đi ra chỗ sân bay thì mình không biết nha. Khúc sân bay thì mình chưa đi. Tại vì quận Tân Bình là cái quận nó ngăn cách bởi quận Bình Tân và quận Tân Phú, nên cái quận Bình Tân và Tân Phú thì nhiều ca nhiễm. Đúng rồi. Cái quận Tân Bình á là một cái cầu nối trung gian giữa tất cả các quận mà người để đi. Một là nó có thể đi qua bên Gò Vấp, rồi đi qua bên quận 3, đi qua bên quận 10, đó, đi qua bên quận 5, qua quận nhất luôn mà, về Tân Phú, rồi về quận 12. Nói chung là cái cầu nối là cái quận Tân Bình á. Cái nào hết, cực kỳ khó qua, anh đi đâu đây, anh từ quận nào qua đây, nếu mà từ Tân Bình, Tân Phú qua, Bình Tân, Tân Phú qua, không cho đi, khó. Đúng rồi, hôm bữa thì mình còn dám đi mấy cái hẻm mình lách á, mình đi đường chính là không được, nhưng mình đi hẻm bây giờ là người ta lại không có chốt ở đường chính mà người ta rào hẻm luôn. Rồi sắp tới nữa đây là các anh công an lại sẽ phải đi vòng vòng để cái người dân nào vi phạm là bắt thôi. Rồi anh quá nhanh luôn, mới được có cái này mới hơn có 5 phút mà anh giữ thì. Đó thì mình báo cáo với mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 7 là sẽ tiếp tục ở nhà thêm 2 tuần nữa để theo dõi tình hình. Tại vì bữa giờ mình thấy chả có thấy ngày nào mà giảm mà cứ tăng thôi mà. Họ báo tin báo như vậy thôi là một chuyện thôi, chứ thật sự mà nói chả có xi nhê. Cho nên là bây giờ toàn dân chúng ta phải đoàn kết lại để cùng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Vậy là cũng gần tới lúc mấy bạn học sinh chuẩn bị nhập học, mà mình thấy tình hình kiểu này chắc chỉ tội cho mấy bé nhỏ nhỏ thôi, ở nhà để học online. Đúng rồi, hôm nay á, với clip biết sao không? Mang sẵn cái mũ Noel với cái chuông. Chuẩn bị đón Noel luôn. Đúng 4 tháng nữa Noel. Ừ đúng rồi, đúng 4 tháng nữa là Noel rồi đó. Không biết năm Noel năm nay chúng ta sẽ như thế nào đây. Và thường thường Noel là kênh của Choi hay từ đó đến giờ hay có nhiều cái việc đặc biệt lắm, mà bây giờ mình không thể nào làm được cái đó ha. Thôi thì tới lúc mình cũng phải kết thúc clip rồi. Thì cho xin chút xíu nhận xét về món ăn hôm nay đi. Món ăn này thì rất là ngon luôn. Tuy là cái chả giò này á, không như mong muốn thôi, nhưng mà vẫn ngon.
Thì nói chung ở nhà có gì anh đấy. Ừ, có gì anh đấy thôi, giờ muốn mua thêm cũng không có. Thì giờ hỏi mọi người nhà giờ chứ ở nhà anh là ngủ. Thì giờ có thêm làm YouTube thì mình làm được gì thôi để phục vụ thêm cho mọi người giải Mà trí cái thôi. nước mắm hôm nay á nó hơi mặn, tại vì sao không có nước dừa để pha cho chị. Ủa vậy hả? Ừ, Có nó nước hơi dừa. mặn. Mà pha đường cũng được nhưng mà pha đường thì nó sẽ không ngon bằng nước dừa. Đó. Rồi, xong. Đó. Ừ. Ừ. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của tụi mình nha. Đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và ngoài ra nhớ comment ý kiến của mọi người bên dưới về mùa dịch này cũng như những món ăn mà tụi mình sẽ làm tiếp theo nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye.